Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 11, từ câu 28 đến câu 30. Đức Giêsu nói: Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống với những khó khăn, cơm áo gạo tiền, cùng với bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, giông bão, lũ lụt, v.v. làm cho cuộc sống con người đang khó khăn, giờ càng khó khăn hơn. Những lúc như thế, một cách rất tự nhiên, ai cũng cần có người thông cảm, thấu hiểu và giúp đỡ. Thật may mắn cho những ai có được người bạn thân đủ hiểu, đủ cảm thông để có thể trút gánh sầu và giúp đỡ mình trong những lúc khó khăn, bế tắc. Nhưng xét cho cùng, người bạn cho dù là thân thiết đến đâu, dù là tốt lành và hết lòng giúp đỡ chúng ta như thế nào đi chăng nữa, thì đó vẫn chỉ là một con người cũng còn nhiều giới hạn và bất toàn. Người Kitô hữu hạnh phúc hơn rất nhiều khi có Chúa Giêsu là người bạn, luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu và nơi để chữa lành những vết thương, những đau khổ được chia sớt và những yếu đuối được tiếp sức, được bồi dưỡng. Hãy đến với tôi, hãy mang lấy ách của tôi, hãy học với tôi. Đó là lời mời gọi của Chúa Giêsu dành cho từng người chúng ta. Lời mời gọi của Đấng đã tự hạ, đã sống thân phận con người yếu đuối để đồng lao cộng khổ với con người. Lời mời gọi trở thành một phương thế siêu nhiên, giúp con người vượt qua những thử thách, buồn phiền để được an bình vui tươi trong tâm hồn. Đó là đến với Chúa. Hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Chúng ta đang sống trong tâm tình mùa vọng, đón chờ và hy vọng vào tình yêu của Chúa dành cho chúng ta. Chúng ta đừng chần chừ, nhưng hãy can đảm, mạnh dạn đến với Chúa, dâng cho Chúa những nỗi vất vả, những gánh nặng của cuộc sống, kể cả tội lỗi của chúng ta. Vì chính Chúa Giêsu đã nói với chúng ta: Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn tin tưởng, phó thác vào tình yêu quan phòng của Chúa, để mỗi khi gặp những khó khăn, thử thách, chúng con vững tin vào niềm hy vọng và nhận ra sự trợ lực siêu nhiên của tình yêu Thiên Chúa. Amen.